Rồi chủ đề cuối cùng của chương số 2 là số đó. Rồi, biến đổi các biểu thức phụ tỉ với giá trị của biểu thức của phong thức ha. Vậy thì đầu tiên nè, biểu thức phụ tỉ là cái gì đó ha? Rồi, định nghĩa. Mọi biểu thức là một phân thức hoặc biểu thị một giải phép toán cộng trừ chia trong đó đó thì được gọi là biểu thức phụ tỉ nè. Phụ tỉ ha. Rồi nhờ những cái quy tắc phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đó thì ta có thể biến đổi những cái biểu thức này thành một cái phân thức khác. Rồi trong cái bài này mình học á, chủ yếu là cũng học về chủ yếu là bài cũ, không có gì mới ha. Rồi thêm một cái mới nữa chính là cái điều kiện ha, điều kiện để các để giá trị tương ứng của một thức thì nó phải khác không. Vậy là cái phân thức đó nó diễn ra biểu, nó xảy ra khi nào ha, có điều kiện trong đó. Điều kiện trong đó nghĩa là sau khi học bài này xong á, đi thi và làm thiếu điều kiện á là chắc chắn sẽ bị trừ điểm nha. Đi thi làm thiếu điều kiện á chắc chắn sẽ bị trừ điểm ha. Rồi dạng đầu tiên á, tìm điều kiện của biến để phân thức đó xác định ha. Tìm điều kiện để nó xác định. Rồi tìm điều kiện thì dễ thôi. Các bạn chỉ cần nhớ là cho cái mẫu mình nó khác không rồi ha. Tại vì như cái mẫu bằng không á thì mình không có chia được. Thấy không? Một số mà chia với không mà vô lý rồi. Thì vậy cái mẫu của mình nó phải khác không ha, khác không. Rồi ví dụ. Rồi ví dụ ở câu A mình có là tìm điều kiện để 5x với giá trị này của x á, thì giá trị phân thức sau được xác định. Phân thức 5x trên 3x trừ 6 nè. Vậy thì cái phân thức này nè xác định khi ha. Xác định khi cũng được hoặc là xác định tương đương cũng được ha. Tương đương cái mẫu của nó phải gì nhỉ? 3x trừ 6 nó phải khác không ha, phải khác không. Đó, 7x trừ 6 khác không. Vì từ đây các bạn dễ tìm x bình thường thôi ha. 3x nó sẽ khác 6 và x nó sẽ khác 2 ha. Rồi 3x khác 6, x khác 2 ha. Còn xong những bạn chúng ta còn A. Câu B. Câu B tương tự nè, thì điều kiện để điều kiện xác định là gì nè, điều kiện xác định ha chính là cái mẫu của mình nó khác không, mẫu mình khác không á chính là x bình cộng cho 8x khác không các bạn, x bình cộng 8x khác không. Câu B nha. Rồi thì đến đây á mình giải như thế nào nè, tương đương ha. Đến đây các bạn dễ dễ tìm x vậy thôi. Rồi thứ nhất là x bình cộng 8x thì mình sẽ đặt x ra ở trong sẽ gọi là x cộng 8 nè, khác không ha, x cộng 8 khác không. Rồi vì chỗ này sẽ ra hai trường hợp. Rồi điều kiện khác thì các bạn sử dụng cho mình có dấu hoặc nhọn này nha, là x khác không ha, còn dấu bằng các bạn sử dụng dấu hoặc vuông, x khác không hay khác không và ha, x khác trừ 8 nha, x khác trừ 8 nghĩa là x cộng 8 khác không á, x cộng 8 khác không á chính là x cộng 8 khác không á, từ từ đi. Okay. Rồi tương đương thêm cái nữa. Rồi cái thứ nhất là x khác không, x khác không ha. Rồi cái thứ hai là x khác trừ 8 ha, x khác 0 với x khác trừ 8 ha. Rồi x khác 0 với x khác trừ 8 ha, thì cái phân thức này của mình đó, nó sẽ xác định ha, xác định C thì vẫn tìm điều kiện xác định ha. Điều xác định của mình đó là 16 x bình phương với cái mẫu á, thì cái xác định của mình cái mẫu nó phải khác không. Rồi 16 x bình phương trừ cho 25 ha, khác không, khác không ha. Đây, đây là cái điều kiện xác định của mình, cái mẫu mình nó khác không. Vậy thì chỗ này á giải tìm x ha, giải tìm x nghĩa là 16 x bình phương, 16 x bình phương nè. Bài cuối cùng của chương 2 em.
Rồi, cái vế trái của mình nè, đến đây mình không mình chuyển qua ha, đến đây mình phân tích ra thành nguyên tử các bạn. Đó là nhiêu? 4x trừ 5 ha. 4x cộng 5 đúng không? Nó trừ 5 cộng 5 khác 0 ha. Rồi tụi nó khác 0. Rồi đến đây thì từng cái khác 0 ha. Tương đương từng cái khác 0 ha. Chủ yếu bài này học rồi để tìm điều kiện ha, tìm điều kiện của phân thức có nghĩa thế nào. 5x khác 0 và 4x trừ 5 khác 0. Và 4x cộng 5 khác 0 thôi. Rồi, thì từ đây các bạn nhớ tìm x bình thường ha. Rồi, tương đương. Rồi, x thứ nhất là chuyển 5 vào ra, chuyển qua 5, 5 qua ha. Vậy thì x sẽ khác 5 phần 4 ha. X khác 5 phần 4. Rồi, x khác 5 phần 4. Rồi, cái dưới mình chuyển 5 qua. Chuyển qua 5 qua thì x sẽ khác 5 phần 4 ha. 5 phần 4. Thời gian lại cho không có làm. Được chưa? Em vào trễ thì xíu em xem lại video nha. Hôm nay có người kèo view tôi vậy. Rồi vậy nha. Rồi đối diện đầu tiên là tìm điều kiện để một cái biểu thức, một cái phân thức của mình nó xác định ha. Rồi các bạn nhớ cái luận này nha, vậy gì đó ha. Mấy cái mắm muối các bạn để thêm vào này nha. Rồi được chưa? Đây là điều kiện xác định, đó là ta sẽ cho cái mẫu đó, mẫu thức của mình sẽ khác không. Mẫu thức khác không là được ha. Rồi từ đó giải tìm x bình thường. Dạng số 2. Dạng số 2 là tìm giá trị của x để cái phân tích nó bằng 0. Tìm x á ha, tìm giá trị của x để phân tích bằng 0. Rồi, để phân tích bằng 0 á. Rồi giá trị của phân tích mà nó bằng 0 á thì mình khi nào giá trị của một phân tích bằng 0 á thì khi tử nó phải bằng 0 ha và mẫu nó phải khác 0. Tử bằng 0 thì mẫu khác. Thì ra một cái phân thức của mình nó muốn xác định cái á thì cái tử mình nó bằng không và cái mẫu nó phải khác không ha. Rồi ax bx bằng không khi và chỉ khi thứ nhất là cái tử của mình nó là ax nó sẽ bằng không và bx nó phải khác không ha. Rồi tại vì nếu như bx bằng không luôn á thì cái mẫu bằng không thì nó vô lý rồi ha, nghĩa là chia với một số không thì nó vô lý, nên cái mẫu của mình nó phải khác không và cái tử của mình nó phải bằng không, tử bằng không ha. Rồi ví dụ tìm giá trị của x để phân thức sau bằng 0. Rồi mình có cái phân thức đó là x bình trừ 1. X bình trừ 1 ha. Để coi tắt mic đi. Ở em tắt mấy giờ? Rồi, x bình cộng 2 x cộng 1. Đó mấy đứa nghe không? X bình cộng 2 cộng 1 ha. Rồi để cái phân tức này nó bằng không á thì thứ nhất nó muốn bằng không á, bằng không nè thì mình phải lập đi. Mình phải lập cái điều kiện cho nó ha. Được chưa? Điều kiện thằng này bằng không khi và chỉ khi thứ nhất thì chỗ này tương đương các bạn, cho mình xin tương đương nè. Rồi thứ nhất á là ax bằng không và bx khác không. Ax bằng không nghĩa là cái tử của mình á. Rồi làm thêm một dòng đi ha, chỗ này biến đổi thêm một dòng nữa. Rồi biến đổi thêm dòng nữa, nghĩa là chỗ này là x bình nè. Bình trừ 1 nè. Rồi cái mẫu của mình chứ là hàng lãnh thức số 1 đó, là x cộng 1 tất cả mình nè. Rồi x cộng 1 tất cả mình ha, bằng 0. Rồi, đến đây á, muốn tìm x thì mình sẽ cho cái tử đó nè, bằng 0. Và cho cái tử nó khác 0 ha. Cái tử bằng 0 nghĩa là x bình trừ 1 bằng 0. Rồi, và cái mẫu khác 0, và cái mẫu khác 0 nghĩa là x cộng 1 tất cả bình khác 0 ha. X cộng 1 tất cả bình khác 0. Đây, bây giờ. Rồi nhắc lại nè. Đầu tiên ra được cái hàng lãnh thức x cộng 1 tất cả bình ha. Rồi. Vậy thì a x trên bx là nó muốn bằng 0 á, khi và chỉ khi a x bằng 0 nghĩa là cái tử của mình nó phải bằng 0 và cái mẫu của mình nó phải khác 0.
thì nguyên cái biểu thức đó nó mới bằng không được ha. Vậy cái tử bằng không, cái tử bằng không nghĩa là x bình trừ 1 bằng 0. Rồi cái mẫu khác không nghĩa là x cộng 1 tất cả bình nó khác không ha. Rồi, vậy thì chỗ này mình sẽ giải tìm được x thôi. Rồi x bình trừ 1, x bình trừ 1 bằng 0 á, vậy thì x bình nó sẽ bằng 1 ha. X bình nó sẽ bằng 1 nè. Rồi, còn x cộng 1 tất cả bình khác không á, thì chỗ này mình giải sao các bạn? X cộng 1 tất cả bình nó khác không á, giải sao? Ta có bình phương thì luôn luôn lớn hơn bằng 0. Lớn bằng 0 ha. Thì x cộng 1 tất cả bình nó muốn khác không có nghĩa là nó không được phép bằng 0. Không được phép bằng 0 nghĩa là x cộng 1 của mình nó phải khác khác 0 ha. Được chưa? Bây giờ mình điều kiện của mình đã khác 0 nè, bây giờ muốn cho nó khác 0 á thì cái quy tắc này của mình á nó không được phép bằng 0. Không được phép bằng 0 thì cho nó khác 0. Được chưa? Rồi chỗ này các bạn tương đương vậy tìm x ha, cái điều kiện của nó. Rồi x bình bằng 1 thì x sẽ bằng cái gì? X bằng cộng trừ 1, các bạn là hai giá trị ha. A bình là một số thì nó sẽ ra hai giá trị là âm dương nha. Rồi x cộng 1 khác 0 á nghĩa là x nó sẽ khác âm 1. Rồi x khác âm 1 đây. Rồi xong các bạn. Mình kết luận ha vậy. Rồi ok. Đó là câu A. Rồi còn câu B nè. X bình trừ 5 x cộng 6 ha. X bình trừ 5 x cộng 6 trên x bình trừ 4 trên x bình trừ 4 ha. Rồi tìm x để giá trị của phân tích này bằng 0. Giá trị phân tích này bằng 0 thì mình cho nó bằng 0. Bây giờ yêu cầu đề đó mình cho nó bằng 0. Đó ha. Rồi vậy thì mình sẽ biến đổi một xíu, biến đổi phân tích này một xíu ha, tương đương. Rồi bây giờ nè, nó muốn bằng không đó, thì cái trên tự của mình đó chính là cái gì? Trên tự của mình đó, bạn nào nhìn nhanh nó là gì nè? Không em, nhân tự chung không tách gì hết không? Ừ, 5x là tách trở thành nhiêu em? Trên tử này mình tách trở thành bao nhiêu để đặt thành cái nhân tự chung nè? Trừ 4 đúng không? Ủa phải không? No. Trừ 2, trừ 2 trừ 3 đúng không? Cộng cho 6. Rồi cái mẫu của mình nó là x bình trừ 4. Đạt ơi, tắt trình này cái nút đi Đạt ơi. Rồi vậy thì ở trên đây mình sẽ đặt nhân tử chung ra các bạn, đặt nhân tử chung ra thì nhóm hai cái đầu với hai cái cuối lại sẽ ra là x nè, x trừ 2. Rồi đặt số âm 3 ra sẽ còn là x trừ 2 luôn đúng không? Trừ 2 nha. Còn với mẫu của mình nè, với mẫu của mình tức là x trừ 2 nhân cho x cộng cộng 2 ha bằng 0. Rồi bằng 0. Sao bằng 0 vậy thầy? Để bài cho nè. Tìm x để giá trị phân tích sao bằng 0. Để bài cho nó bằng 0 mà. Rồi sau đây mình sẽ rút gọn nè. Nghĩa là mình sẽ đặt x trừ 2 ra ngoài, x trừ 2 ra ngoài, còn là x trừ 3 nè. Rồi ở dưới mẫu của mình là x trừ 2, x cộng 2 ha, bằng 0. Được chưa? Ở đây mình rút gọn hai cái này, cái này còn lại hai cái này đúng không? À khoan các bạn ơi, trước khi các bạn làm á, các bạn làm như thầy cái điều kiện ở đây ha, chắc chắn.
Rồi, trước khi làm các bạn làm thầy cái điều kiện đó ha. Điều kiện thì của mình nó là cái mẫu của mình nó khác không thôi. Cuba đều. Cái mẫu của mình khác không ha. Tại sao khác không? Tại vì mình để mình chia cái x trừ 2 rồi nè. Chia x trừ 2 xuống ha. Thì cái mẫu nó mình khác không thì mình chia x trừ 2 xuống được. Vậy thì x của mình nó sẽ khác cộng trừ 2 ha. Nếu mình có điều kiện trên đây rồi á thì có gì? Ủa chữ x chữ trừ 3 cũng tê rồi. X với trừ 3 gì? Dạ, cái nghe thầy ghi là x mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc trừ cho 3 mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc. Còn ngón 2 trừ 2 cái cuối vào xong là tí nữa đặt nó cũng em x trừ 2 nè. Ở đây có x trừ 2, rồi ngoài sau cũng có x trừ 2 giống nhau, đặt x trừ 2 ra thì còn là x trừ 3. Phân tích đa thức thành nhân tử, trời ơi. Được chưa? Là mình đã lập điều kiện này nè, lập điều kiện này rồi thì mình sẽ rút gọn x trừ 2 với x trừ 2 xuống nè. Rồi giảng lại em từ dạng 1 đi. Dạng 1 em vô trễ một xíu, mình coi lại đi. Thầy này. Thầy rồi. Khó, em mình rút gọn x trừ 2 với x trừ 2 như thế này ha, còn là x trừ 3 với x cộng 2. Rồi đặt cái điều kiện ở trên rồi thì là cái điều kiện ở trên rồi thì các bạn không cần phải kèm theo điều kiện giống mà trên đây ha. Rồi các bạn trên đây nó ngắn mình kèm theo luôn. Còn bài này nó dài như thế này thì các bạn lập luôn điều kiện ở ngoài dịch này ha. Lập luôn cái điều kiện ở ngoài. Nghe cho cái mẫu mình nó khác không thôi ha. Phải lập luôn được thầy. Có lập trừ điểm. Đây. Đây các bạn sẽ lập điều kiện như thầy trước luôn ha. Để cái bài này của mình nó biến đổi hơi dài á. Thì mình không có móc nó chung giống trên qua được ha. Nè, không có móc chung thế này được. Rồi lập điều kiện riêng luôn. Rồi làm từng cái cho nó vậy ha. Rồi đến đây nè. X trừ 3 trên x cộng 2 bằng 0 á. Thì mình giải trình x như thế nào? Trình x như thế nào các bạn? Cái đây em sao giải trình x nè. Thế xác định điều kiện. Điều kiện mình làm rồi. Điều kiện là x cộng 2 khác không, x cộng 2 khác không nghĩa là x khác trừ 2 luôn chỗ này luôn rồi nè. Nghĩa là cái điều kiện này bảo đã bao gồm ở đây luôn rồi đó. Ủa thầy, x bình trừ 4 đâu ra vậy thầy, chính điều kiện. X bình trừ 4 nào? Cái mẫu đó ông ơi. Cái phân thức này muốn xác định khi và chỉ khi cái mẫu của mình nó phải khác không. Cái mẫu nó khác không. Thì nghĩa là x bình trừ 4 khác không, vậy thì x khác cộng trừ 2. Chuyển qua x bình nó khác 4, x bình khác 4 thì x khác cộng trừ 2. Ủa vì sao x có khác 2, khác trừ 2, khác cộng 2 rồi. Chuyển trừ 4 này qua đây, nghĩa là x bình khác 4. X bình khác 4 thì x khác cộng trừ 2. Đúng rồi. Thì em giải bằng dấu bằng thì sao, thì dấu khác nó cũng vậy thôi. Nè. 4 này chuyển qua đây thì x bình nó khác 4, x bình khác 4 nghĩa là x khác cộng trừ 2. Vì bình phương có ra hai giá trị âm và dương mà, đúng không? Nghĩa là mình thế trừ 2 bình lên thì nó cũng ra khác 4 đó. Thì 2 bình thì nó cũng bằng 4 mà, thì 4 nó cũng khác chứ. Thì cho, rồi tới chỗ này mình giải sao nào? X trừ 3 trên x cộng 2 bằng 0 thì mình giải như thế nào? Suy ra x trừ 3 là 0. Ừ, sao nữa em? X cộng 2 lớn hơn 0 khác không? X cộng 2 khác không? X cộng 2 khác không? Suy ra x trừ 3 thì suy ra x là bằng 3. Ừ. Cũng được, đó là em áp dụng cái công thức này ha. Công này á. Như vậy thì mình sẽ có thêm một cái điều kiện rồi, nghĩa là x cộng 2 nó phải khác không? Mà x cộng 2 khác không thì nó trùng với cái điều kiện này rồi, là x khác trừ 2 rồi đó. Thì là cái điều kiện chung của mình là x đã khác trừ 2 rồi ha. Nên chỗ này á, cái này mình gom này cũng được ha. Ở chỗ này làm như em cũng được. Nó x trừ 3 nè, bằng 0. Áp dụng công thức ta làm cũng được. X khác, x cộng 2 khác không ha. Rồi, x cộng 2 khác không.
Rồi tương đương. Tương đương x bằng 3. X bằng 3, x khác trừ 2 ha. X bằng 3 khi và chỉ khi x khác trừ 2 thì nó mới bằng 3 ha. Rồi xong. Rồi dạng số 3. Nay nó là em lập một kiện ngay chứ thiết lập. Vậy kiện cho cái mẫu nó khác không, em có gì đâu khác. Cái mẫu bằng không thì sao chia được đúng không? Nghĩa là một số nào mà chia với không thì vô lý rồi. Này cái phần mà một số nào mà chia với không thì nó vô lý rồi. Rồi diễn số 3 rút gọn nè, rút gọn. Đi thi mới gặp chuyện này nè, đi thi gặp chuyện này cho lên nha. Chứ mấy nãy cái mấy cái dạng hồi nãy là việc làm cái nền phụ thôi, cái nền phụ thôi ha. Rồi cái bài này được đầu tiên á thì mình ghi lỡ đề trước đi ha. Rồi chia x cộng 1 trên x trừ 2 trừ x cộng 2 trên x trừ 1 ha. Rồi vậy bước đầu tiên á, thì mình sẽ làm là tìm gì, tìm điều kiện này ha, tìm điều kiện xác định của mình. Điều kiện xác định của mình á, thì cái mẫu của mình nó phải khác không, mẫu của mình cái mẫu của mình nó phải khác không, thì mình có bốn cái mẫu đó nè, nhưng mà nó bị trùng hết hai cái đúng không, trùng hai cái. Vậy thì bây giờ điều kiện của mình chỉ còn là gì nè, à, điều kiện là còn là như vậy. Thứ nhất là gì, x trừ một nó khác không đúng không, điều kiện thứ nhất x khác không đứng đây. Đây nè, x đứng mình nói là x khác không ha. Rồi điều kiện thứ hai nghĩa là x trừ một khác không, điều kiện thứ hai x trừ một khác không ha. Rồi điều kiện thứ ba là x trừ hai khác không ha, x trừ hai khác không, nghĩa là nó nằm với mẫu á, thì cho nó khác không đúng không. Rồi còn cái mẫu còn lại cũng là x trừ một thì nó đã trùng cái này rồi, nên mình không còn ghi nữa ha. Vậy chỗ này mình có ba cái điều kiện, cái này thì giải trình điều kiện trước. Rồi x khác không ghi lại, rồi x trừ một khác không, x trừ một khác không á, thì x nó sẽ khác, x khác một ha, x khác một cái này. Rồi x trừ hai khác không, x trừ hai khác không thì x khác hai thôi, chuyển một với hai qua rồi nó ra ha. Khác một vậy thầy, cái gì, x trừ một khác không thì x khác một, trừ một chuyển với ở đây cộng một đúng không, giống như x trừ một bằng không là x bằng mấy, x trừ một bằng không này thì x bằng một đúng không. Giờ thầy hỏi này, x trừ một bằng không thì x bằng một, thì tương tự thì x khác, x trừ một khác không thì x khác một, dấu khác nhưng mà các bạn dễ dấu bằng vậy đó, có gì không. Được chưa? Rồi cái này ba bạn, sau khi tìm điều kiện xong hết rồi á thì mình có thể quy đồng ha. Ủa này đơn giản lắm em, có gì khó không á. Em vô trễ cuối cùng là em ngu nè. Đó là do em mà nói gì. Rồi à, sau khi quy đồng ha, mình có hai cái mặt. Thì đầu tiên mình quy đồng cái mặt đầu tiên. Còn đầu tiên là mẫu chung của mình là x nhân x trừ 1 nè. Mặt đầu tiên á, mẫu chung là x nhân x trừ 1 ha. Thì ở trên á, 1 thì thiếu gì nè, 1 thì thiếu x đúng không, thiếu x, trời bên kia thì thiếu x trừ 1 ha. Đúng chưa, 1 thiếu x nè, bên đây thì thiếu x trừ 1 đó, là được một cái ha. Rồi tương tự thì cái mặt bên kia thì mình cũng quy đồng như vậy. Là mẫu chung của mình đó chính là x trừ 2 x trừ 1 ha, mẫu chung. Thì ở trên á thì mình sẽ nhân với x cộng 1 có là nó trên tử nè, thì thiếu là thiếu x trừ 1 nhưng mình nhân với x trừ 1 ha, và dấu trừ ở giữa nè, đang có x cộng 2 nè,
Rồi nhân thêm x trừ 2 ha. Rồi để chỗ này chưa? Quy đồng thôi, quy đồng. Nói chung là x trừ 2, x trừ 1 nè. Ở đây thiếu cái mẫu mình nó thiếu x trừ 1 nên nhân cả tử và mẫu thì x trừ 1 nè. Rồi bên đây thì thiếu x trừ 2 thì nên nhân cả tử và mẫu thì x trừ 2 nè. Rồi. Rồi tới đây mình sẽ bỏ ngoặc ra và thu gọn lại thôi ha. Rồi cái đầu tiên nè, bỏ ngoặc ra x trừ x trừ với trừ chỗ này nó thành cộng ha, nghĩa là x trừ x cộng 1. X trừ x ra 0, x trừ x cộng 1 vậy thì ở trên chúng mình còn 1 ha, ở trên còn 1. Thầy nhận thật cho em nha, em qua cái thật thầy đến thầy sẽ biết. Rồi tiếp tục nè, sao đâu quên cho quà giấy. Rồi tới đây nè, thu gọn ở trên tử, thu gọn trên tử của mình á thì nó ra số 1 nè, dưới cái mẫu của mình á thì mình giữ nguyên ha, cái mẫu thì giữ nguyên chính là x trừ 1 nè. Rồi chia, rồi trên tử của mình thu gọn lại ra gì nè, ở cái mẫu mình giữ nguyên nó đi, mẫu của mình là x trừ 2 nhân x cộng x trừ 1 ha. Rồi trên tử của mình x cộng 1 nhân x trừ 1 chính là hàng đẳng thức ha, hàng thức của mình chính là x bình trừ 1 nha. Hàng thứ ba đó x bình trừ 1. Rồi trừ, trừ cái ngoài sao nè, trừ cho nguyên cộng ngoài sao á nên bắt buộc cái này có dấu ngoặc rồi ha. Mình làm nhanh, bạn nào làm nhanh á thì có dấu ngoặc. Còn ngoài sao của mình á chính là x bình trừ 4 ha. X bình trừ 4 được chưa? Có thể làm tắt luôn bước này luôn á. Rồi đến đây, đến đây nè các bạn, x bình trừ cho x bình là hết nè, x bình trừ x bình là hết, trừ 1 cộng cho 4, trừ trừ với trừ với hàng cộng 4 nha, thì trừ 1 cộng 4 thì nó sẽ là 3 ha, thì trên tử của mình cái này là số 3 nè, trên tử của mình là số 3 ha. Rồi thì đây mình đảo là thôi ha, từ phép chia, thực hiện phép chia mình sẽ đảo thành phép nhân là bình thường thôi, ở đây chia thì chuyển thành nhân, nhân thì cái mẫu mình lên trên, còn cái tử thì xuống dưới. À, cái mẫu thì cái tử thì xuống dưới nè, cái tử lên trên đi ha, phép nhân rồi chưa. Vậy đến đây là x trừ 1, với x trừ 1 là hết nè, mình đã lập điều kiện rồi. Rồi lập điều kiện rồi nên x trừ 1, x trừ 1 là hết. Như vậy thì ở trên của mình sẽ còn là x trừ 2, ở dưới của mình là còn là 3x ha. Rồi x trừ 1, x trừ 1 là hết nè. Thì ở trên còn là x trừ 2, ở dưới còn là x trừ 3, x mà là 3x ha. Rồi đến đây là xong nha các bạn. Giờ sau khi thu gọn mình sẽ làm như thế này ha. Rồi đó là ví dụ số 1. Rồi ví dụ số 2 cho biểu thức A và bài này thì chắc cũng là bài cũ thôi, chỉ thêm cái mới và thêm cái điều kiện đó ha, cách lập điều kiện thôi. Thế cũng mình cũng thực hiện nhân chia cộng trừ bình thường thôi. Rồi ví dụ số 2. Nhân x bình trừ 1 trên x bình cộng 2 giờ đầu tiên là rút gọn e và tính giá trị của nó ha, rút gọn e và tính giá trị của nó. Rồi đầu tiên này, bước đầu tiên mình sẽ tìm điều kiện xác định lần này ha, tìm điều kiện xác định. Điều kiện xác định của mình đó chính là cái mẫu của mình nó phải khác không, cái mẫu khác không ha. Thì ở đây mình có rất là nhiều cái mẫu nè, ba cái mẫu đúng không, thì cái mẫu thứ nhất của mình chính là x bình nè, x bình trừ x ha, x bình trừ x cũng chính là bằng x này là x ra, thì chính là x trừ 1 ha.
cho nó khác không chưa? Hay không ha? Rồi cái khác không hay không? Rồi cái mẫu thứ hai của mình á chính là x bình cộng x. Rồi mẫu thứ hai chính là x bình cộng x thì cũng cho nó khác không thôi. Rồi x bình cộng x nó khác không các bạn? X bình cộng x khác không? Thì khi mình đặt x ra ở trong sẽ gọi là x cộng 1, khác không? Rồi x cộng 1 khác không ha? À, vậy chỗ này. Rồi cái thứ ba là x bình cộng 2 khác không? X bình cộng 2 khác không ha? Rồi đến đây mình giải như thế nào? Rồi đến đây nào. Thứ nhất các bạn nhìn thấy là cả hai thằng này đều có x nè. X nhân x trừ 1 khác không? Nghĩa là x khác không? X khác 1 đúng không? Ở dưới đây cũng có x khác không? X khác trừ 1. Thì khi mình gom lại chung đó, gom lại chung nó nghĩa là x nó sẽ khác không nè. Đúng không? Mình có x nè, nên là x nó sẽ khác không đầu tiên. Rồi cái thứ hai á là ở trên đây á, x trừ 1 khác không, vậy thì x nó sẽ khác x khác 1 ha. Rồi ở dưới đây là x cộng 1 khác không, nghĩa là x cũng khác trừ 1. Hay nói cái khác chính là x khác cộng trừ 1 ha. X khác cộng trừ 1 cái này. Vậy khi mình gom cái điều kiện này đó thì nó cũng là x khác cộng trừ 1 ở đây. Còn dưới đây nè. X bình của mình thì nó đã luôn luôn lớn bằng 0 rồi. Lớn bằng 0 rồi ha. Vậy thì cộng thêm một số 2 vào nữa thì chắc chắn nó lớn hẳn hơn 0 rồi. Lớn hẳn hơn 0 thì cái này là luôn đúng với mọi x ha. Luôn đúng với mọi x nha. Đúng với mọi x ha. Yeah. X bình thì nó đã lớn bằng 0. Và thêm cộng với số 2 thì chắc chắn nó phải lớn hẳn hơn 0. Lớn hẳn hơn 0 thì nó khác 0 là đúng rồi ha. Nó không được khác thành 0 đó. Là nó luôn đúng với mọi x rồi. Ok. Vậy thì sau khi mình giải tìm điều kiện mình giao lại, mình ra được cái điều kiện chỗ này ha. Đây điều kiện như vậy. Rồi. Vậy từ đây lập điều kiện ra thì cứ rút gọn thôi. Lập điều kiện xong rồi mình sẽ rút gọn thôi. Rồi rút gọn nè, đầu tiên á cái bước 1 là mình sẽ tìm mẫu chung ha. Ở trong kế hoạch của mình á sẽ quy đồng nè. X bình x bình trừ x ở đây ha, x bình trừ x khi mình đặt x ra ở trong nó sẽ còn là x trừ 1 ha, x trừ 1. Rồi, còn bên đây á đặt x ra. Đặt x ra ở trong nó sẽ còn là x cộng 1 ha. Vậy thì mẫu chung chính là hai này giao lợi nè, hai này giao lợi ha. Chính là x nhân x trừ 1 rồi nhân với x cộng 1 ha. Vậy thì cái hàng đầu tiên mình thiếu gì? Thiếu x cộng 1 nè. X cộng 1 thì nhân cả tử và mẫu cho x cộng 1 ha. Là ở trên x cộng 2 là có sẵn cái này nhân thêm x cộng 1 phần nữa. Đó. Còn dưới đây nè, dưới đây là mình thiếu x trừ 1 nè. Thiếu x trừ 1 nên mình sẽ nhân với x trừ 1 đây. Và ở trên đây thì mình cứ nhân với thêm x trừ 1 ha. Đó, x trừ 1 được chưa? Rồi vẫn làm sao để nguyên đi ha. Rồi A bằng. Đến đây á mình đã cùng một cái mẫu nè, cùng một mẫu rồi thì mình sẽ ghi lại một mẫu ha. X nè nhân với x trừ 1. X trừ 1 ha. Rồi như thế này. Rồi ở trên này mình sẽ thu gọn và cộng lại với nhau. Thu gọn này ha. Đầu tiên là x nhân x mà được x mũ 2. Thu gọn lấy x đa thức nhân đa thức á. X mũ 2 cộng x cộng cho 2x cộng cho 2 ha. Rồi ở ngoài kia thì cộng cho x bình phương nè. Trừ x trừ 2x cộng cho 2 đúng không? Thế là mình nhân phân phân với hai mặt lại, nhân phân phân với hai mặt lại ha. Nó sẽ là được như thế này. Rồi ha.
Này ghi lại. Rồi đến đây ở trên tử của mình thì nó hai cái gì đây? Mấy bài này các bạn phải làm cẩn thận nha, chứ làm sơ sài quá thì nó bị sai đó. Rồi thứ nhất nè, x bình cộng cho x bình là 2x bình ở trên. Hai x bình trên ha. Rồi x cộng x với trừ x là hết, 2x với trừ 2x là hết. 2 với 2 là 4, cộng 4 đây. Dạ, cộng 4 ha. Rồi ở dưới nè, x nè, x nhân x trừ 1 thì lại ha. Rồi nhân với cộng bên đây, rồi chỗ này tiếp tục các bạn, chỗ này mình sẽ gom cái mẫu lại ha. Rồi, trên tử của mình á, trên tử thì thầy sẽ đặt hai ra, đặt hai ra sẽ còn x bình cộng 2 nè. Cái này quay gì cái bài toán đó là phân thức a nhân phân thức ha, phân thức nhân phân thức đó, ở trên đặt hai ra còn x bình cộng 2 ha, còn dưới nè x nè, x cộng 1 x trừ 1 á chính là x bình trừ cho 1 ha, x bình trừ 1 đó. Rồi hai này nhân với nhau thì lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu ha. Vậy ở trên đây mình sẽ nhân với x bình trừ 1 nè. Rồi dưới mẫu nhân mẫu á là sẽ nhân với x bình cộng 2 ha. X bình cộng 2 chỗ này. Rồi đến đây mình lập điều kiện rồi mình cứ rút gọn thoải mái ha. X bình cộng 2, x bình cộng 2 hết à. X bình trừ 1, x bình trừ 1 hết ha. Vậy đáp án của mình là 2 phần x luôn. 2 phần x ha, được chưa? Rồi hai phần x đó là câu A các bạn. Rồi câu B, câu B là tính giá trị của A với x là 100. Thế là mình sẽ thay x bằng 100 này vào A ha, là được. A chính là bằng 2 phần trăm các bạn. Rồi rút gọn chia hết cho 2 chính là bằng 1 phần 50. Rồi được chưa? Xin nhân đỏ đúng không em? Hay chưa? Các bạn hết bài các bạn. Đó, hôm nay là cái bài dạng thôi. À, được không? Để ra những bài này, thứ nhất là các bạn phải tìm điều kiện như này trước, điều kiện này cho cái mẫu nó khác không? Điều kiện cái mẫu nó khác không ha? Tìm điều kiện xong rồi các bạn cứ quy đồng rồi nghe gì đó ha. Quy đồng thoải mái. Dạ. Quy đồng mà rút gọn ra đáp số của mình ha. Rồi ví dụ số 3 đi, ví dụ số 3 một bài toán khủng nè. Ví dụ số 3 này nó hơi dài hơn trước ha, hơi dài dòng. Rồi biểu thức A có 1 cộng cho B bình rồi cộng cho C bình trừ A bình ha. Rồi các bạn suy nghĩ giùm thầy bài này ha. Bài này mình làm như thế nào? Chia 2BC nhân với 1 cộng A trên B cộng C. Dưới mình là 1 trừ A trên B cộng C. Rồi nhân với, rồi khi các bạn gặp cái bài này thì các bạn sẽ biết thế nào ha. B bình cộng C bình
dưới là a cộng b cộng c. Rồi ai làm được? Yêu cầu là rút gọn cái biểu thức này ha, rút gọn biểu thức a. Đấy, nó đẹp. Ai làm được bài này? Được không? Linh Trâm, được không em? Vâng. Đấy, suy nghĩ đi. Hôm nay là hết bài đó. Hết học kỳ 1 rồi đó. Đấy, hết học kỳ 1 rồi đấy. Rồi, suy nghĩ đi. Rồi đầu tiên mình quy đồng cái đầu tiên là sao em? Quy đồng đầu tiên thì cái mẫu chung của mình là 2BC đúng không? 2BC thì ở trên đó cộng cho cái tử bên này đúng không? Bây giờ thầy không nghe em nói gì nha. Không nghe nhá. Được chưa? Rồi, đúng không Linh Trâm, đến đây được chưa? Rồi sao nữa? Đúng rồi, tiếp cái kia cũng như thế. Cái này hả? Trên b cộng c trên b cộng c thì rồi cái này là b cộng c nè, là cộng a đúng không? Các bạn cứ làm bình thường thôi, gì đâu mà khó khăn đâu. B cộng c mấy giờ người nói kem bứt ra xong. Dạ. À, bạn bạn nghĩ em nè. Rồi còn ở dưới, tiếp ở bên dưới là b cộng c trừ a trên b cộng c. À, đúng rồi. Ở bên đây. Bên đấy thì để nguyên. Rồi bên đây để nguyên. Rồi. Cái đầu tiên ra hàng đẳng thức. Cái gì luôn em? Ra. Bây giờ mình sẽ cái bình chuyện an toàn đúng rồi. Tên 2BC. Rồi sao nữa? Cái bên cạnh thì biết C ra. Là... Đây đây, với C đây là hết nè ha. Rồi ở trên thì còn là b cộng c cộng a. Sao nữa? Dạng ước a cộng b cộng c rồi. B cộng c tất cả bình trừ a bình trừ a. Đây từ từ em ơi. Dạng ước là cái thằng này mất tiêu à? Ở trên đây nó mất tiêu điện tử nè. Ở trên tử còn là số 1 đó. Rồi dưới nè. Dưới còn là số 1 đó ha. Số 1 luôn. Cả nhà đúng không? Bỏ cái ngoặc ở bên đầu tiên ra. Ừ, bỏ một cái ra rồi sao nữa? Ra hàng đẳng thức số 3 ở trên thì khai triển nó ra. Rồi, từ đây thì bỏ ngoặc này ra ha. Rồi, bỏ ngoặc này ra. Rồi, ở trên nó ra cái gì? Là b cộng c trừ a nhân b cộng c cộng a. À. Rồi, hai cái này nhân lại rồi sao nữa? Đúng rồi. Rồi lại giảm ước b cộng c trừ a đi. Hai cái này nhân lại. Thì ấy mà thích ra đã. Rồi, ở trên ra hàm thức gì em? Thức số 3. Là à, thức số 3 từng cái đó hả? Ok rồi. Cái là B cộng C nè, trừ A. Trừ A. Rồi nhân cho B cộng C cộng A đúng không? Ừ. Rồi nhân cái bên kia luôn ha. Bên kia có ra hàm thức không? Bên đấy thì không. Cứ để cái xe xếp tử. Rồi, cái trên đó mình diễn nguyên đúng không? Thầy nói mình diễn nguyên. A cộng B cộng C đúng không thầy? Thầy chú lại nói sao biết? Em cũng ra ở cuối cùng. Rồi, diễn nguyên 2BC B cộng C trừ A. A bằng. Rồi ở đây thì mất đi cái B cộng C trừ A đúng không? Mất đi cái B cộng C trừ A nè. Ở
Rồi B cộng C trừ E mất, hãy dứt mất luôn. Rồi sao nữa Linh Trâm? Rồi. Nhanh vào. Nhanh vào đấy hả? Không, nhanh vào hơi bị lâu. Nhưng mà nó hơi lâu. Đây. Thì nhanh vào hay là không nhanh? Nên mà làm gì? Không khai triển này ra đi. Nè, khai triển ra đi. Khai 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 triển ra bê bình nè, bê bình với cộng siêu rồi nè. Không? Cứ khai triển ra đi. Là cái trên đây. Khai triển cái B trừ C cái bình ra đó ha. Khai triển thì nó phải nằm ở trong ngoài ha. Là bê bình nè. Trừ 2BC cộng cho C bình nè. Rồi như thế này đúng chưa? Rồi ở đây tại vì nó là mặt ấy là mình phải chuyển mặt vuông này ha. Đó, được chưa? Vuông cái đó, đúng không? Rồi bây giờ mình thu gọn nè. A bằng nè. Rồi. Nè. Khi mình bỏ dấu trừ đúng không? Rồi C bình mà gặp với trừ C bình trừ với trừ với 2BC. Nghĩa là còn cộng. Đúng rồi. Vậy sau khi mình BC. Rồi giãn ước 2BC đi còn lại A cộng B cộng C ha, rồi. Xong, ok chưa? Kiểu này phải dạy thêm, dạy nhưng không có khó ha. Đây. Nhiều hơn mình nói lên thôi. Chắc nó dễ không khó ha. Thì các bạn sẽ làm trong ngoặc cách chung là 2BC. 2BC ha, sau khi quy đồng thành 2BC là cộng B bình cộng C bình trừ A bình. Hay á thì mình sẽ quy đồng cái tử nè, quy đồng cái tử và quy đồng với mẫu ha. Nên B cộng C này B cộng trên B cộng C trừ A. Rồi nếu mà sao mình giữ nguyên ha. Tới đây thì mình sẽ thu gọn cái B cộng ở trên mình sẽ còn lại này, dưới còn lại này ha. Rồi, sau khi các bạn thu gọn xong á, và đến đây ở trên tử của mình nè, b cộng c tất cả bình trừ a bình nè, b cộng c tất cả bình trừ a bình đó chính là hàm số 3 là b cộng c trừ a nhân cho b cộng c cộng a cái này ha. Rồi a là mất ha, và mất sau khi mất thì mình sẽ còn như thế này, còn như thế này ha, rồi còn lại như thế này. Rồi thì đến đây mình sẽ khai triển cái b trừ c tất cả bình ra, bây giờ mình thu gọn lại ra 2BC đó. Được không? Những điện này nó không có khó, không có khó nhưng mà nó được chưa? Bài bay khỏi đi ha, bài bay làm tiếng ngủ luôn á. Bài bay làm cũng được đó ha. Nhưng mà làm xong các bạn ngăn chắc khoảng không á. Thầy ơi, cái đề bài của thầy kém cũng phổ biến. Hỏi gì em? Bài số 2 thầy tìm điều kiện lý giá trị của biểu thức xác định. Xác định nghĩa là nó nè, xác định nghĩa là nó được thực thi khi nào á. Thực thi nghĩa là một cái phân số này, ví dụ một cái phân số này nó muốn xác định á, nó muốn xác định khi, nghĩa là cái phân số đó nó phải chia được đúng không, chia được khi nào, khi cái mẫu nó bằng không thì có chia được không. Nghĩa là giống nó giống như cái phân số vậy thôi, thì cái phân thức cũng vậy, phân thức nếu như cái mẫu bằng không thì nó đâu có chia được, nó đặc tính đặc thù phép chia rồi ha, phép chia thì nó cái mẫu bằng không thì bằng không, không được bằng không thì nó cái không thôi. Thì cái bài trên này hồi nãy là mẫu ở đây này nè. Dạng số 1 này tìm điều kiện để phân thức xác định. Tìm x trừ 6 khác không? 3x trừ 6 khác không? Thì 3x khác. Được không đây nè? 3. 3x trừ 6 khác không? Khác không thì các bạn cứ giải như giải tìm bằng không đó, bằng không giải tìm thế nào thì khác không. Nó cũng như vậy thôi. Chuyển qua nè, 3x nó khác 6. Thì x khác 6 chia 2. 6 chia 2 là khác 2, ở xác 6 chia 3 chứ. X khác 6 chia 3 là x khác 2. Rồi, và x khác 2 thì cái phân tức này nó được xác định. Nó xác định hay gọi lên lớp 9 đó, là sao có nghĩa ha. Có nghĩa là trong học trong cái căn thức á. Căn thức thì nó là căn thức có nghĩa khi nào á thì cũng tìm điều kiện như thế này. Ở đây mình tìm điều kiện nó đơn giản thôi. Còn lớp 9 là tìm điều kiện nó sẽ phức tạp hơn một xíu. Ha. Lớp 9 là còn rất là nhiều điều kiện nữa, mình phải giao điều kiện và kết hợp điều kiện nữa. Điều kiện trong căn, điều kiện ngoài căn.
thì chuyện không có căn nữa như thế nào. Còn cái này các bạn chỉ cần nhớ thầy là mẫu khác không, mẫu khác không, auto mẫu khác không ha. Rồi chị nói như nó mẫu khác không thì cái bài này nào quay lại mình thiếu gì nè, bài này mình thiếu điều kiện các bạn, thiếu điều kiện của mình nè, thiếu điều kiện ha. Điều kiện cái mẫu của mình nó phải khác không, nghĩa là b nhân c khác không á, b nhân c khác không nghĩa là b khác không và c khác không ha, b c khác không. Rồi cái gì nữa, đây b cộng c là cái mẫu nè, b cộng c là cái mẫu, b cộng c cũng là cái mẫu, như là b nó phải khác trừ c nha, b khác trừ c. À, vậy thôi. Rồi hết bài nha quý vị. Hết bài nha, hết bài đó. Bài mai đơn giản mà toàn là kiến thức cũ đúng không?